Chiều ngày 29 tháng 9, một nguồn tin cho hay Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank, phòng giao dịch chi nhánh khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, lực lượng điều tra đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do nghi phạm để lại. Theo nội dung thư tuyệt mệnh, nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng vì nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu. Cũng theo thông tin ban đầu, nghi phạm là NVK, 42 tuổi, đã tự sát tại nơi làm việc tại Vĩnh Long. Chiều ngày 29 tháng 9, trao đổi qua điện thoại với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh chung quanh thông tin về nghi phạm thực hiện vụ cướp, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện đang họp và hiện tại chưa thể thông tin cụ thể về nghi phạm. Khi phóng viên hỏi đã xác định rõ nghi phạm hay bắt giữ chưa, Đại tá Ngân cho biết mọi thông tin sẽ cung cấp sau. Như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 27 tháng 9, nghi phạm chạy xe máy vào dựng trước phòng giao dịch, đẩy cửa bước vào bên trong và rút súng cướp đi số tiền hơn 200 triệu đồng. Các góc quay camera an ninh của phòng giao dịch đã ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ cướp. Trên đường tẩu thoát, tên cướp đã trút bỏ găng tay, mũ bảo hiểm, túi xách và bị camera của người dân ghi lại.